Xin chào mọi người, như đã hứa clip trước thì mình sẽ làm những skin của Quang Hải cùng với cả chiến Mbappe ở đây. Và hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu làm series hướng dẫn mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Sombrero Flex. Kỹ năng này các bạn nhìn ở ngoài rất là khó nhưng mà thật ra nó cũng không khó lắm. Chỉ có 5 bước thôi mọi người nhá, 5 bước. Ok, bước 1 sẽ là đặt chân trụ. Và nhiệm vụ chúng ta là chân trụ chúng ta phải làm sao mà đặt ngay ở dưới quả bóng các bạn nha, để chúng ta có thể là hất quả bóng lên. Và một chú ý nữa, chúng ta phải để chân trụ chúng ta ngay ở giữa tâm của quả bóng ở phía dưới. Nếu mà là sang hai bên ấy thì bóng lúc mà bay lên nó sẽ bị lệch sang hai bên. Phải làm sao mà đây, cái phần mũi chân này ngay dưới tâm của bóng ở dưới đáy nha mọi người nha. Đây mọi người nhìn kỹ nhá, đây bóng cun vào đôi giày đây. Đây làm sao mà cái chân trụ chúng ta cách quả bóng một tí xíu thôi, chứ khoảng 0,5cm thôi mọi người nhé. Và ngay ở dưới tâm bóng đi xuống, từ đây tâm bóng đi thẳng xuống này. Đó, đây chính là bước 1. Chúng ta có thể nhìn từ nhiều góc nhé. Đây là góc đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ anh coi phim đổi góc chúng ta xem từ phía sau sẽ như nào. Bước số 2 rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ thực hiện động tác kiễng chân lên. Nào, chiến làm đi, kiễng lên. Rồi, để xuống. Kiễng lên tiếp nào, kiễng lên. Một lần nữa nào. Kiễng lên. Kiễng lên. Kiễng lên. Ok. Một lần nữa nào. Kiễng lên các bạn nha. Đây là bước số 2 của chúng ta. Bước số 3. Khi chân phải đang kiễng như này, chúng ta sẽ dùng chân còn lại giơ vung lên và chân phải đồng thời đi xuống lại nha. Một lần nữa này, đang kiễng này, chân phải đang kiễng lên, chân trái giơ lên, chân phải đi xuống. Ok. Một lần nữa này, đang kiễng, chân này đồng thời nhé, đồng thời đi xuống này, chân này đi lên này. Một hai ba đi lên. Đó là bước số 3 mọi người nha. Cảm giác như chúng ta đang tập nhảy ấy nhỉ. Và bây giờ sẽ là bước số 4 các bạn nha. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Cái bước này thì chúng ta sẽ làm như sau này. Khi chúng ta giơ chân lên, đồng thời sẽ nhảy chân trụ lên. Và như này, mọi người nhìn kỹ đây. Đang từ đây này, giơ chân này lên này, thì nhảy lên một cái. Ok, và bóng sẽ bay được theo chân chúng ta. Rồi, Chiến thử cho mọi người xem nào. Bắt đầu. Đó, mọi người thấy không? Bóng đã bay lên theo chân Chiến. Ok, one more nào. Một lần nữa là mọi người nhìn kỹ nhá. Đó, nhảy lên. Đó, bóng đã bay thẳng lên trước Chiến rồi các bạn ơi. Ok, một lần nữa. Một lần nữa nào, một lần nữa. Ok. Yo, rất tuyệt vời đúng không mọi người? Rất đẹp mắt đúng không? Đó, mọi người thấy không? Khi mà Chiến nhảy lên thì bóng đang bay lên theo chân Chiến. Ok, một lần nữa này. Và bây giờ sẽ là bước số 5. Bước này rất là đẹp luôn. Đấy, bởi vì sao? Đây là bước hoàn thiện skin này các bạn nha. Và chúng ta sẽ làm sao? Vẫn như đầu tiên này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bước 5 là vẩy bóng như này. Vẩy như này. Dùng mũi chân vẩy các bạn nha. Thì khi mà chúng ta nhảy lên như này rồi thì đồng thời chúng ta sẽ dùng cái mũi chân chúng ta vẩy bóng. Vẩy như này một cái các bạn nhé. Làm sao tưởng tượng này. Vẩy một cái. Các bạn có thể xoay người lại đỡ bóng. Giống như kiểu Quang Hải này, Neymar, Ronaldinho đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện skin này cùng với cả Chiến Mbappe. Say oh yeah. Ok, let's go. Ok. Oh yeah yeah. Oh yeah. Hay. Cho cùng xem nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Như vậy là vừa xong thì các bạn đã thấy một điểm sai của Chiến, đó là điểm chân trụ của Chiến hơi bị xa bóng và khi đó chúng ta văng bóng bị thẳng về phía trước. Cố gắng làm sao bóng ngay sát tâm để điểm
vậy tốt nhất. Ok, làm lại lần nữa nào, bắt đầu. Đấy, mọi người thấy chưa? Lần này thì wow! Lần này thì wow! Lần này trở về luôn. Lần này thì yêu luôn. Xin giới thiệu các bạn, Kylian Mbappe là một trong những cao thủ bóng đá. Và đang là thầy của mình ở lớp bóng đá về cộng đồng. Rất hay luôn. Yes. Good job. Yo. Kỹ năng này của chúng ta khi mà làm thuần thục rồi, chúng ta có thể làm nó trên sân cỏ luôn. Tức là không chỉ là biểu diễn đẹp mắt cho bạn bè xem mà còn có thể qua người nữa các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thử một trường hợp nhé. Các bạn nhìn nhé. Nếu mà hậu vệ này, hậu vệ là Phúc nhá, đang lao đến và chiến là tiền đạo. Ok, lao đến này, ngay lập tức một pha qua người và wow, như vậy là một pha ghi bàn tung nóc đúng không? Đó, nếu mà các bạn có thể ra sân và làm điều này trên sân thì thật sự là mình nghĩ là cả sân vỗ tay trầm trồ, các cô gái sẽ đổ rạp trước các bạn luôn. Và khi đăng lên TikTok, đăng lên YouTube, đăng lên đâu cũng rất là nhiều người xem bạn. Vậy nên là hãy cố gắng để tập skill này ngay nha mọi người. Và tất cả những gì mình nói, chú ý này, tất cả những gì mình nói chỉ là lý thuyết thôi. Thực hành ra sao là ở bạn nha.